Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 7 các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn cái bài gọi là số thực. Số thực là gì? Số thực ở chương trình mà cấp 2, từ cấp 1 lên cấp 2 thì các bạn chỉ học duy nhất cái tập hợp lớn nhất mà các bạn đã từng học là tập số thực này thôi. Người ta được ký hiệu bằng chữ R. Vậy tập số thực là gì? Tập số thực là tập số gồm có hữu tỉ và vô tỷ. Hay nói nôm na, tập số thực là tập hợp lớn nhất mà các bạn, hay còn gọi là tập cha của tất cả các học tập hợp khác. Mình hình dung bằng một cái vòng tròn nha. Ví dụ đầu tiên là các bạn học tập hợp số tự nhiên, sau đó các bạn học tập hợp z, sau đó các bạn học tập hợp số hữu tỉ, được không ạ? Rồi các bạn lại học thêm một cái tập hợp rời của số hữu tỉ, đó chính là số vô tỉ. Vậy tập số thực là gồm có số hữu tỉ và số vô tỉ, hay nói nôm na nó gồm hết tất cả những cái số từ trước giờ mà các bạn học được. Số nào cũng gọi là số thực cả, số nào cũng gọi là số thực, vậy thôi. R, các bạn hình dung à, số thực là gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Ví dụ 1 thuộc R, 2 thuộc R, căn 2 thuộc R, căn 3 thuộc R. Hãy nói nôm na, mọi cái con số hiện tại các bạn học từ cấp 1 đến lớp 9 nha các bạn. Đến lớp 9 thôi, tại vì lên lớp 10 các bạn sẽ học thêm một cái số phức nữa, đều là số thật cả, đều là số thật cả. Bạn nhớ không? Bạn lấy mọi thứ, bạn muốn lấy cái số nào cũng được, đều thuộc vào số thật cả. Vậy nói nôm na, n sẽ là con, n là tập hợp nên người ta dùng gọi là con, hay còn gọi là chứa trong z, z thì chứa trong quy, quy thì chứa trong r và y cũng chứa trong r. Vậy là R là ông nội nha. Đó, R là bao quát nha. Các bạn hình dung mà. Vậy trục số thực là gì? Trục số thực là một cái đường thẳng có dấu mũi tên được xác định không? Vậy mọi số đều được lấy trên trục số thực cả. Ví dụ như 1 đây, trừ 1 đây, căn 2 bấm máy tính. Thử căn 2 này. Bấm shift căn 2 bằng bao nhiêu? Chưa mở nguồn, xin lỗi, căn 2 bằng đây 1/4 là 1/4 là trên này đó. Vậy căn 2 đây đó, các bạn hình dung không? Trục số thực là cái đường thẳng thôi, mà ở trên đó diễn ra những cái giá trị mà mình có thôi, gọi là trục số thực. Rồi vậy thôi, xin chào nha các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bài tiếp theo nha. Bạn nào có vướng mắc gì các bạn có thể comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.